Vlad Hà Nội xin chào mọi người nhé. Hôm nay ngày 10 tháng 9 thì em tiếp tục lên cho mọi người một số mặt hàng thanh lý chỉ có 10.000 thôi. Và sản phẩm của ngày hôm nay em xin giới thiệu mọi người là cái cây đen rô xuân nhá. Đen rô xuân em trồng trong cốc nhỏ. Thế nên là cây nó hơi còi chứ nó vẫn sống khỏe, sống tốt nhá. Đây đen rô xuân. Đấy, một cốc nó như thế này. Cốc em trồng ở trong cốc nhỏ, về nhà mình có thể sang chậu to hơn ấy thì nó sẽ phát triển to hơn. Hôm nay em bán cho mọi người chỉ có 10.000 thôi. Màu thì nó sẽ là màu xổ số lộn xộn nhá. Nó có nhiều màu đấy nhưng mà nó sẽ là những cái màu lộn xộn. Đấy. Cây nó hơi xấu một tí nhưng mà nó khỏe, vẫn có thể trồng được. Đó, em bán thanh lý cho mọi người có 10.000 thôi. Thì các bác về nhà các bác trồng sang chậu to. Mình sẽ chơi hoa vào năm sau nhé, hoặc là đầu xuân. Đấy. Đây cây thân mầm nó vẫn rất là khỏe này. Đấy, thân mầm nó vẫn rất là khỏe. Và em thanh lý chỉ có 10.000 một chậu thôi. 10.000 một chậu thôi nhá. Đó. Mọi người mua thì liên hệ số điện thoại là 0974702106 nhá. Hoặc là nhắn tin đầy đủ cụ thể tên và địa chỉ cho em. Đấy, cây 10.000. 10.000 nhưng mà vẫn nhìn ok lắm. Em dọn vườn ấy, thế nên là những cái này gần như là lỗ rất là nhiều rồi. Thế là 10.000 thì mọi người tranh thủ mua đấy. Cái cây này thì em có vài trăm cây nhá. Vài trăm cây. Đấy. Hình thức cây thì nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Đây, mọi người so với cái tay em này. Nhưng mà cây này mình vẫn về trồng thoải mái, mình có thể ghép lên cây hoặc trồng vào chậu đều được. Đấy, 10.000 thì cái giá nó quá là rẻ rồi. Đây, em cầm một vài cây cho mọi người xem này. Đấy. Em cầm một vài cây cho mọi người xem nhé. Cây 10.000. Màu lộn xộn nhá. Đây là đen rô xuân. Tiếp tục sang một cái mặt hàng khác, em cũng thanh lý luôn này. À, mặt hàng thiên nga nhé. Bình thường em bán củ thiên nga rồi đấy. Củ thiên nga em vừa thanh lý xong ấy, nhưng mà củ thiên nga nó hơi thiếu màu. Hôm nay em giới thiệu sang cái cây thiên nga giống rồi nhé. Cây thiên nga giống thì hôm nay em sẽ bán rất là rẻ cho mọi người thôi. Cái cây này thì có 5 màu. Màu xanh này, nâu này, đỏ đốm này, và đen, vàng nữa. Cây thiên nga giống thì nó sẽ cao tầm khoảng 10cm gì đấy. Đó. Nhưng mà những cái cây này thì nó rất là khỏe đấy. Mình về mình có thể trồng chậu là sang năm sau là nó sẽ có thể cho hoa rồi. Đó, những cái cây thiên nga giống rất là đẹp như thế này. Hôm nay em bán cho mọi người giá 20.000 nữa nhá. Cây đảm bảo cực kỳ khỏe. Ví dụ như cây màu đen ấy thì thân nó sẽ nhỏ hơn. Đấy, nó tùy màu thân nó sẽ khác nhau một tí. Đấy. Củ màu xanh thì nó sẽ cao hơn này. Cao nhất này. Đó, 20.000 một củ đấy nhá. 20.000 một chậu thôi. Đây, em trồng cốc nhỏ mà. Thế yên tâm, cốc nhỏ này thì vận chuyển để mọi người yên tâm về tiền cước nhé. Tiền cước sẽ được tối ưu nhất, tại vì cốc nhỏ nhỏ này tiền cước nó cũng chỉ hết tầm 30-40.000 thôi. Đấy. Đen rô xuân cũng nhỏ mà. Thiên nga này cũng nhỏ, thiên nga là 20.000 nhá. 20.000 một cây thiên nga. À, 20.000 một cây thiên nga. Nào, vòng quanh xem còn cái gì thanh lý nốt không nào. À, kiếm. Kiếm thì lại không xét vào hàng thanh lý được rồi. Thôi em cứ quay qua cái kiếm này. Kiếm này là kiếm xanh Huế nhá. Thôi bây giờ em còn một loại là xanh Huế thôi, thì em sẽ bán rẻ cho mọi người. Em bán 30.000 một chậu kiếm xanh Huế này nhá. 30.000 một chậu kiếm xanh Huế. Đây. Một chậu kiếm xanh Huế 30.000. Cây rất là đẹp nhá. Cái này là hàng cấy mô nên gần như mặt hoa của nó là chuẩn đấy. Đấy, xanh Huế trên thị trường mọi người thừa biết giá rồi. Khoảng 2-3 triệu một thân. Mình có thể mua những cái cốc nhỏ này về mình chăm rất là hay. Khoảng vài 3 năm nó sẽ cho hoa. Nhá, kiếm xanh Huế 30.000. Bình thường em bán 200.000 ba cây ấy, em vẫn bán suốt, mọi người chắc cũng để ý đúng không ạ? Xanh Huế 200.000 ba cây. Nhưng mà hôm nay em giảm giá còn 30.000 một cây nhá, tại vì hôm nay chỉ còn mỗi xanh Huế thôi. Hết vị hoàng với cả Phan Chí rồi. Nào, sang một vài mặt hàng nữa nào. Đây, thanh lý nốt một vài cây hồ điệp đen này. Cho nó hết đi này. Đây, em còn một vài cây hồ điệp đen nhá. À, bác nào mà chưa có ấy, thì siêu tầm, bác nào có rồi thì thôi. Đấy, đây là một cái dòng hồ điệp đột biến lá đen, lá tím đen nhá. Và hoa của nó là hoa mini phân cành thơm, hoa thơm mini phân cành. Đó, bình thường các bác mua hoa thơm cũng 6-70 một cây rồi. Và cây này của nhà em vừa đột biến này. Nhá, đột biến lá đen, hoa thơm, phân cành. À, nó nhiều cái cặp lá này, nhiều cặp lá nó sẽ lên được nhiều ngồng, thì nhiều ngồng rất là nhiều hoa. Đó, rất là nhiều ưu điểm nổi trội trong cái cây này. Đấy, cực kỳ đáng để sưu tầm. Thì hôm nay em bán cho mọi người là 35.000 thôi. 35.000 một cây thôi, thanh lý em còn có vài cây thanh lý nốt này. Đấy.
nó cứ tồn tồn một ít này xong để lâu ấy là thành ra nó nhiều mặt hàng linh tinh, thế nên là em bán dốc hàng nào vào hàng đấy. Thì bây giờ còn ít thì em bán rất là rẻ đi cho nó hết hẳn đi, cho nó không còn một tí nào liên quan nữa đi. Đấy, một cái cây này là 35.000 nữa nhá. Hồ điệp đen. Hồ điệp đen này bán từ 5 cây thôi. Còn là 10 cây thôi, ở đây còn khoảng 6-70 cây. 6-70 cây thôi nhá. Đấy là hồ điệp đen. Còn đây là hồ điệp cam thơm. Hồ điệp cam thơm này đặc trưng của nó rất là thơm. Đấy, hồ điệp cam thơm này cực kỳ là thơm rồi. Nhưng mà cái cây này thì nó cũng là cây trưởng thành rồi. Đấy, hoa này thì nó thơm hơn cái cây hoa hồ điệp đen kia, tại màu cam là mới màu thơm nhất. Và cây này thì lá nó rất là đẹp, xanh mướt mượt mượt. Đây, xanh mướt mượt mượt đây. Đấy. Nên cái cây cam thơm này thì giá trị của nó ở ngoài thị trường rất là cao, tại cam thơm thì nó là cái dòng mà người ta ưa chuộng nhất trong dòng hồ điệp thơm rồi. Thì cây này em bán 40.000 nhá. 40.000 cho cái những cái cây cam thơm như này. Đấy, những cái cây cam thơm này. Bác nào chơi hồ điệp thơm rồi biết đấy, chỉ có màu cam thơm mà nó thơm nhất thôi. Kể cả trắng thơm hay là hồng thơm không bao giờ bằng được cam thơm. Cam thơm nó chỉ cần nở một vài bông hoa ngày Tết để bàn thôi là nó thơm như mùi nước hoa Pháp, nức phòng luôn. Đây toàn là những cây trưởng thành rồi nhá. Cam thơm thì giá là 40.000. Đó thì hôm nay em lên những cái video hàng thanh lý đấy. Mọi người mua thì liên hệ số điện thoại là 0974702106 nhá. Đây quay thêm vài cây. Đây giới thiệu thêm cái hàng đai châu này. Bác nào mà thích về chơi Tết thì mua đai châu này về này. Đây là cây đai châu đôi nhá. Lá rất khủng và đẹp. Đó, đai châu đôi. Có nghĩa là một chậu nó có hai cây đấy. Mình về mình treo lên hoặc là mình ghép trụ rất là hay. Đó, cây này, lá này, bản lá rất là to đẹp nhá. Đai châu đôi. Thì cái cây này em sẽ bán với giá là 200.000 nhá. Đấy, một chậu có hai cây. Cho hoa Tết thoải mái. Cái này tính ra rất là rẻ, 200.000 một chậu, tính ra có 100.000 một cây thôi. Một chậu đôi mà. Rất là rẻ. Đấy, bản lá to đẹp. Đây. Lá đẹp không lỗi một tí nào nữa nha. Đấy, đai châu này có hồng cánh sen, cam lửa, tím và đỏ pháo nhá. 200.000 một chậu đai châu đôi này. Rễ này, mọi người nhìn rễ của nó này. Khỏe kinh khủng luôn. Đó nhá, đấy là đai châu đôi. 200.000. Ngoài ra những cái mặt hàng thanh lý thì như em vừa giới thiệu đấy. Mọi người mua thì liên hệ số điện thoại của em nhá, em có để luôn trên bài viết đấy ạ. Và nói rõ là mua mặt hàng nào cho em thì để em biết. Đấy, nói rõ là mua mặt hàng nào cho em nhé. Rồi, em xin chào mọi người ạ.